con? Lớp tình thương Ngọc Việt. Sống là cho đi. Dạ chính xác rồi má ơi. Ừ, cái chữ dễ thương quá, sống là cho đi nghe nó cái ấm lòng ghê ha. Dạ, ngày hôm nay là một cái số rất là đặc biệt. Đúng. Ở những số phát sóng trước thì nghệ sĩ Vy Phụng cũng như là Võ Tấn Phát có chia sẻ đó là chúng ta sẽ có một cái hộp hạnh phúc. À, cái hộp này sẽ cất giữ những cái phần chia sẻ nho nhỏ đến từ những thực khách của chúng ta. Đúng. Và chúng tôi sẽ mang cái hộp hạnh phúc này để mà thực hiện những món ăn ngon gửi tặng cho những trẻ em cơ nhỡ những hoàn cảnh khó khăn. Ủa mà sao con biết cái lớp học này mà con giới thiệu má tới đây vậy? Dạ nói chung là con cũng được cộng đồng mạng giúp đỡ. Họ là nói là với con là có một cái lớp học tình thương. Ở đây thì các bé sẽ được học hoàn toàn miễn phí và được hỗ trợ là các phần ăn nữa. Cho nên con thấy là hay quá, ý nghĩa quá. Quá ý nghĩa. Và ngày hôm nay thì có một cái thông tin rất là đặc biệt và rất là vui luôn má ơi. Còn nói không? Cho má Phụng chia sẻ chút xíu đi, con dành nói trơn rồi. Không gì, tại con háo hức quá. Má cũng háo hức vậy. Và cái niềm vui của má ngày hôm nay mang lại đó là gì? Con biết là má có một cái thông tin bí mật muốn chia sẻ đúng không? Nhưng bây giờ tôi chưa nói, bây giờ cho bạn nói trước. Bạn nói nãy tin vui gì đó. Con cũng có niềm vui nhưng mà mình chào sớm cái đi. Ok. Nghệ sĩ Vy Phụng và Võ Tấn Phát xin được gửi lời chào đến tất cả các khán giả của chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Kính lão đắc thọ, con mời má chia sẻ cái thông tin vui ngày hôm nay. Ừ, nói chung là cái chương trình của mình có một người gọi điện cho má. Nói chung là Mạnh Thường Quân đó, là nhà tài trợ đó. Má cũng có nữa hả? Trời đất ơi, con nghĩ sao vậy? Ủa, con tưởng cái niềm vui này có mình con thôi chứ. Như vậy là con nói vậy là con cũng có người gọi cho con. Có luôn. Tại vì khi mà những thực khách đó và cũng như là khán giả xem cái chương trình của mình á, thấy là ôi cái chương trình này hay quá, những cái hành động mà chia sẻ nhỏ vậy đó là họ rất là thích, nhưng mà họ sợ là cái hộp yêu thương của mình, cái hộp hạnh phúc của mình lâu quá mới lại tới tay của những mảnh đời cơ nhỡ, những hoàn cảnh khó khăn. Tại vì nó cũng gói gọn trong cái thực khách trong mỗi số phát sóng. Dạ, cho nên là họ quyết định là họ sẽ góp một phần to hơn. Ừ, để em tới liền cho mọi người. Tới liền đó luôn. Hôm nay cái người mà tài trợ đó, người ta có công việc cho nên là nhờ má đem những cái món ăn đó tới cho các bé. À, còn con thì con hẹn tới đây luôn. Ủa vậy hả? Dạ, người thật thiệt thật chứ. Rồi. Này, còn có hẹn sao giờ này chưa thấy tới nữa ta. Rồi, địa chỉ để con gọi thử coi. Để chị Thanh tới chưa? Anh ơi, em đã đến cái phường Hiệp Thành rồi, thì cái máy ấm của mình là ở số bao nhiêu ạ? Dạ đúng rồi, máy ấm Ngọc Việt, dạ ngay quận 12 đó. Dạ, chị chạy ngang chị thấy cái slogan nó sống là cho đi là chính xác. Rồi em thấy rồi, em đến luôn đấy. Rồi con thấy rồi, con thấy quý nhân của con rồi. Thấy rồi hả? Dạ. Dạ, đây đúng rồi, đúng địa chỉ rồi. Con chào má Phụng. Ô chào anh má. Trời ơi, cũng biết má Phụng nữa kìa. Dạ con biết vậy hả? Xem phim của má lắm. Trời ơi, có tấm lòng bao la nữa. Rồi, Thanh mình gửi lời chào đến quý vị khán giả nhé. Con là Thanh, con đã xem chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc của mình và con đã gọi điện cho anh Phát. Con rất là muốn chia sẻ những cái sự yêu thương, tại vì là chương trình của mình lan tỏa quá nhiều. Làm con xem con rất là cảm động á, và con muốn làm một cái gì đó. Cảm ơn con. Quá tuyệt vời luôn. Thay mặt chương trình này cảm ơn tấm lòng của con. Bây giờ mời Thanh cũng như là má Phụng chúng ta sẽ vào trong lớp học tình thương để mình coi như tại vì các em đang chờ. Rồi. Đây. Rồi. Xin chào tụi con. Trời ơi. Hết dữ vậy sao? Ôi quá. Thôi ngồi xuống con, thoải mái ngồi xuống. Giỏi. Rồi. Giỏi. Chào thầy. Đây là thầy giáo đây phải không? Dạ. Bây giờ cho cô hỏi nè, sao con biết cái lớp này mà con vô con học vậy? Dạ bạn con chỉ. Bạn con chỉ là bạn con đã học ở đây rồi phải không? Dạ. Rồi con học nguyên ngày hay sao? Dạ con học bữa sáng, con về ăn trưa rồi con qua học ngủ, rồi ở chiều học luôn. À học tới tối luôn. Ồ, rồi nhà con gần đây không? Dạ hơi xa. Dạ. Rồi, hiểu rồi. Các bé có hoàn cảnh khó khăn và được thầy đây cứ như là mở cái lớp học tình thương này và hoàn toàn miễn phí đúng không thầy? Dạ đúng rồi. Quá tuyệt vời luôn. Nè, cho chị hỏi hoàn toàn miễn phí mà nói ăn đây nữa hả? Có ăn nữa hả em? Dạ có. Ăn rồi kinh phí ở đâu mà em có để mà em lo cho bao nhiêu bé đây? Dạ hồi xưa á là con tự lo, nhưng mà những năm gần đây á thì con được sự quan tâm của báo chí với lại tất cả các Mạnh Thường Quân cũng quan tâm tới con. Thì bây giờ con cũng đỡ hơn chút xíu. Lớp học của mình được mở từ năm nào vậy thầy? Dạ lớp học của em được mở vào năm 2008 cho tới bây giờ. Dạ được 15 năm. Dạ.
là thầy là người sáng lập luôn. Dạ đúng rồi. Dạ em là người sáng lập lớp này. Wow, tuyệt vời. Để mở một cái lớp học tình thương và duy trì hoạt động được 15 năm không phải là một cái chuyện đơn giản đâu má. Đúng. Dạ. Và độ tuổi để các em có thể vào học thì nó khoảng dao động từ tuổi như thế nào vậy thầy? Dạ lớp em thì em giới hạn độ tuổi là từ 8 tuổi. Bắt đầu từ 8 tuổi con mới nhận. Dạ. Tại vì 8 tuổi là cái lứa tuổi nó đã quá tuổi vô trường chính quy rồi. Nên con mới giới hạn cái độ tuổi là từ 8 tuổi trở lên con mới nhận. Và độ tuổi cao nhất mà thầy nhận đó là? Dạ 64 tuổi. Dạ 64 tuổi. 64 tuổi? Dạ 64 tuổi. 64 tuổi đi học nữa hả? Má ơi, má còn đủ tuổi. Đỡ không được rồi, cho em ra ký đi thầy Khải. Dạ, thì thật ra là lớp con hiện tại bây giờ có 3 anh. Dạ, là 3 anh này anh không biết chữ. Dạ, 3 anh này không biết chữ nên con dạy cho anh 3 anh này biết chữ. À, vậy dạ. Hả? Một anh đã học con được 3 năm. Hai anh kia thì mỗi anh là 1 năm. Vậy là cấp 1. Dạ đúng rồi, lớp con là chủ yếu là dạy cho biết chữ. Bên phòng giáo dục cũng có hỗ trợ là em nào học hết lớp 5 thì phòng giáo dục sẽ hỗ trợ cho em nó thi để lấy bằng cấp. Nhưng mà cũng chia sẻ thật với cô và anh. Dạ. Yeah. Em nào mà học lên được tới lớp 5 là con rất là mừng rồi. Dạ. Hầu như trong 15 năm nay không có em nào học lên được tới lớp 5 cả. Dạ. Lý do vì sao thầy? Phụ huynh họ chỉ muốn là con họ vào đây học để biết chữ thôi. Biết chữ là xong. Dạ. Tầm khoảng lớp 3 hoặc là lớp 4 thì phụ huynh họ cho con họ nghỉ để cho con họ đi làm. Mình có cách khắc phục hay là vận động các phụ huynh không thầy? Hay là... Dạ. Lớp con á là 6 tháng họp phụ huynh một lần. Con họp phụ huynh ra thì con đã nói là mấy anh chị ráng cố gắng đưa con mình học. Chỉ có học mới là thay đổi cái tương lai con mình. Yeah. Dạ. Thì hầu như lúc nào con cũng nói nhưng mà họ hiểu nhưng mà họ không làm theo. Yeah. Con thường hay đưa ra những cái ví dụ như là thường hay vẽ cho họ một con đường. Ví dụ như là cố gắng học rồi sau này con sẽ giới thiệu cho em nó đi học nghề chẳng hạn. Dạ. Và trong lớp con sắp tới thì sẽ có một hai em nghỉ cũng đi làm nhưng mà các em nó rất là buồn. Dạ. Thời gian gắn bó với các em và dạy cho các em biết đọc biết viết biết chữ mà bây giờ phải nhận được những cái tin nhắn như vậy cũng khá là buồn hả thầy ha. Dạ có thật sự là em không coi tụi nó là học trò, em coi tụi nó như là những đứa con, những đứa em của mình. Dạ ở trong lớp này có nhiều đứa nó kêu không kêu con bằng thầy, có kêu con bằng ba. Nghe dạ. Được ấm lòng rồi. Dạ. Con trai em biểu coi. Vô đây biểu coi con. Anh lớn đây. Đó, cho anh lớn đây nè. Em này là lớn nhất lớp em hiện tại. Nay nhiêu tuổi rồi? Hả? Dạ, nay con 15 tuổi. 15 tuổi rồi, con vô đại học lâu chưa? Dạ, lâu rồi. Biết đọc, biết viết rồi hả? Dạ. Mơ ước con làm cái gì? Dạ, làm ca sĩ. Ca sĩ luôn? Dạ, wow. đồng nghiệp tương lai. Dạ. Bộ thích ca thử nghe coi. Im lặng này cho bạn một tràng pháo tay nè. Rồi. Rồi. Ca. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em ước cả trong anh trăng rằm, đèn ông sao với đèn cá chép, đèn đi nga với đèn bướm bướm, em rước đèn này đến không trăng, đèn xanh đỡ với đèn tim. À ơi, Trung Thu, ôi rồi Trung Thu, Tết Trung Thu hé, rồi Tết Trung Thu con sẽ có lồng đèn. Mà trước khi để làm ca sĩ thì mình phải ráng học giỏi nha. Ráng học đi con. Học hết lớp 5 xong rồi mình cố gắng nhờ thầy tạo điều kiện để mà mình thi rồi mình học lên tiếp nữa nha. Ba mẹ con làm nghề gì? Dạ mẹ con làm công nhân. Qua trò chuyện thì em thấy là đa số là hoàn cảnh của các bé là có ba mẹ đa số là làm công nhân đó thầy ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Cho nên là nhiều khi là vì một yếu tố khách quan nào đó thì ba mẹ cũng muốn là cho con học lên nhưng mà vì kinh tế hay là vì một cái lý do gì đó họ cũng lực bất tòng tâm. Hôm nay cái người phụ nữ mà xinh đẹp ngồi kế đây á là nhà tài trợ đó, nhà tờ đem bánh tới cho mấy em để cho mấy em ăn. Hôm nay rất là may mắn cho em khi được đến thăm cái lớp học của mình á. Dạ. Vừa nãy thì má Phụng với lại anh Phát cũng hỏi anh rất là nhiều câu liên quan đến lớp học rồi. Dạ. Thì em thì có một cái sự hơi tò mò một xíu. Dạ. Ý là khi mà anh lo cho các em bé ở đây lớp học của mình á thì anh có thời gian để nghĩa là anh sắp xếp cái việc đó với lại cái khoảng thời gian để chăm sóc cái gia đình nhỏ của mình như thế nào? Dạ cũng chia sẻ thật với cô với lại anh và chị. Dạ hầu như là một tuần có 7 ngày là con lo cho mấy đứa nhỏ hết 6 ngày rồi. À. Dạ chỉ có ngày chủ nhật là con dạ con với lại
con đi siêu thị hoặc là đi mấy cái nhà vui chơi rồi này kia. Có khi nào mà chị cảm thấy là chị không hài lòng và khó chịu khi cái quỹ thời gian anh dành cho các em nhiều hơn là cho gia đình của mình không? Dạ, em cưới cô ấy cũng vì là cô ấy là người luôn chia sẻ cho em những công việc này. Ồ, nói chung đồng vợ đồng chồng, tác Biển Đông cũng càng. Vợ em đi làm về tầm khoảng 5-6 giờ là thấy mấy đứa nhỏ nấu mì thì vợ em cũng ra nấu phụ. À. Dạ. Nếu không có vợ con thì chắc sẽ không có con ngày hôm nay. Ôi, thấy thương quá. Hạnh phúc quá. Sau lưng người đàn ông thành công lúc nào cũng có bóng dáng người phụ nữ. Nghe chưa, dễ thương ghê. Dạ, không phải là vợ con nữa mà cả mẹ con cũng vậy. Bữa trưa các em nó ăn cơm ở đây, mẹ con là người đính thân, mẹ con là người nấu cơm. Nấu. Dạ, nấu cơm, nấu đồ ăn mà làm ngon chứ không phải là làm cho đại. Loa. Dạ. Dạ. Chúc mừng anh đã có một hậu phương vững chắc để mình an tâm. Để dạ. Mình lo cho nhiều mảnh đời nó khó khăn hơn. Dạ. Dạ. Thực sự là em cảm thấy là anh làm em cảm thấy rất là xúc động khi mà em bước vào đây. Yeah. Thấy anh nuôi dạy các em rất là tốt luôn. Yeah. Nhìn mấy em cúi đầu chào rồi là khoanh tay rất lễ phép á. Yeah. Thì thực sự là rất là xúc động. Yeah. Thì cảm ơn anh vì những cái hành động tử tế của mình. Yeah. Hàng tháng mình có tổ chức sinh nhật cho các bé không ạ? Dạ có. Dạ, hồi xưa thì em có nhưng mà mấy tháng gần đây á thì kinh phí của lớp em là em dồn vào mua mì, mua cháo thì chị cũng đã thấy trên kệ á. Dạ, nên tháng nào em dư giả chút xíu thì em mua. Còn nếu mà tháng nào không có thì hẹn lại các em vào tháng sau thì sẽ dồn 2-3 tháng, có khi là 4-5 tháng, có khi cả nửa năm mới làm một lần. Là con xin phép Mã Phụng với lại anh Phát là ý là em có một tiệm bánh, yeah. Tiệm bánh kem. Thì hàng tháng em xin phép được tài trợ bánh sinh nhật cho các con. Wow. Tụi con nghe chưa? Có nghĩa là trong lớp này mỗi tháng sinh nhật của bạn nào sẽ bạn được cô đó Thành sẽ đây. Được bánh kem của cô tài trợ. Cảm ơn cô này các bạn. Cô Thanh hôm nay đem bánh ngọt cho tụi con ăn, tụi con thích không? Dạ. Cho cô Thanh vỗ tay. Chưa hết nữa, còn cô Phụng đại diện một cái người đó, một người tài trợ nhưng mà người ta có công việc không tới, đem tới cho con những phần mì ý và bít tết, tụi con khoái không? Khoái. Rồi. Trước khi chúng ta ăn nhập tiệc thì anh Phát có những cái trò chơi nho nhỏ để giúp cho chúng ta vận động nè, khi mà vận động thì ăn sẽ ngon hơn. Các em có muốn chơi cùng anh Phát không? Nè, ai thắng có quà nha. Dạ. Rồi. Bây giờ nè tụi con ơi, tụi con biết luật chơi chưa? Có nghĩa là trái banh nè, mình thổi sao mà cho nó qua đây là người thắng cuộc. Dạ, yeah, mỗi lượt chơi chúng ta sẽ có 4 bạn. Hai bạn nào thổi banh về đây nhanh nhất là bạn nó thắng. Rồi, yeah. mời tụi con. Bạn nữ nào xung phong? Bạn nữ nào nhào lên. Đây con. Rồi, thổi nha. Ráng chơi mình kiếm cái ba lô về nha. Một bạn giờ nè con, hai đứa. Nè thổi nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Không sao. Thổi lại. Thắng rồi. Đúng rồi. Ráng lên. Rồi, chúc mừng tụi con. Rồi, đem phần thưởng về. Ngon lành. Tuy là không chiến thắng nhưng mà chúng ta vẫn có những hộp bút xinh xinh để dành tặng cho các em nha. Thôi, bắt đầu. Thôi, bắt đầu. Thôi, Rồi. Trời, nước gì đổ quá. Dành tặng cho các em. Sao coi bộ cái mặt khoái cái ba lô hơn. Thôi, mạnh quá, bỏ lại. Không phải dừng ở đây nè. Wow. Rồi. Con thích màu gì? Màu vàng luôn phải không? Dành tặng cho tụi con nha. Bắt đầu. Sáng lên. Bỏ vô, bỏ lại. Đây. Bút xinh xinh dành cho hai bạn. Từ từ thôi. Một bạn nó được rồi. Đây. Chúc mừng em. Này gửi tặng cho hai em nha. Trò chơi thứ hai. Gấp kẹo. Kẹo đâu mấy em ơi? Dạ.
Bạn nào chưa có quà đâu, giơ tay coi. Em. Em nói về Nguyễn Tri Phương lãnh nha. Rồi, bây giờ cái trò chơi này tụi con thấy tụi con hiểu gì không? Hiểu. Ủa, hay vậy chưa nói mà hiểu luôn hả? Hiểu sao nói nghe coi. Đâu? Phân kẹo qua qua giống màu à. À, một dĩa màu nào là màu đó không phải không? Hay quá. Nãy là mình chơi đó là cá nhân, bây giờ là mình sẽ đoàn tập kết thể. Hơn, mình chơi tập thể. Mỗi nhóm sẽ có 3 bạn, đó, một lượt chơi sẽ có 6 bạn. Đội nào chia kẹo ra theo cùng màu đó, trên một dĩa nhất. Nhanh nhất sẽ nhận được một chiếc ba lô. Các bạn đã rõ chưa? Một chiếc hả? Một chiếc ba lô cho một bạn. Ờ, phải nói rõ, đội. Bé không có quà, bé quạo quá. Và thời gian dành cho hai đội chơi. Cái bàn tay ngoan ngọc đâu, bà cầm cái đũa coi. Bắt đầu. Dạo ra gấp đi, gấp đi. Gấp, gấp, gấp. Lẹ lên, lẹ lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Kẹo nó dính quá hả? Đổ quá, đổ quá. Đổ quá, đổ quá, đổ quá. Sắp bên đây, sắp xong rồi. Đổ quá, đổ quá, đổ quá, lẹ lên, lẹ lên. Cố lên, cố lên. Đứng dậy, cố lên, lên. Cố lên. Ở đây tôi. Cái này là màu gì cũng ngon. Rồi. Rồi, thời gian dành cho hai đội. Bắt đầu. Rồi, bóc bóc bóc, bóc liền, bóc liền, bóc liền, lẹ lên. Bên đây có anh cả cho nên là rất là nhanh. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Dữ quá, cầm cái dĩa đẩy, đẩy đẩy kêu cao lên, dỡ cao, dỡ đẩy quá. Ừ đúng rồi. Rồi, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Lẹ lên, đó đó. Phải gấp nha, phải gấp nha. Bên kia chơi mình ngại gì mình lắm kìa. Trời ơi, tại vì nó cầm cái đĩa lên. Cầm cái đĩa lên. Đây. Ờ, giỏi. Nè con, ok con, rồi. Rồi bây giờ là tới nhân vật chính nè, nhà tài trợ. Mời cô Thanh, chúng ta sẽ bắt đầu cho các em nhập tiền. Rồi, chúc các bạn ăn ngon miệng. Rồi, ăn đi tụi con. Rồi. Để thầy đi một vòng các bạn nào không có rau nè. Bỏ rau vô ăn cho nó ngon chứ đỡ ngán nha các bạn nha. Không, con ăn đi, con ăn đi. Ăn xong là mình có bánh ngọt tráng miệng đến từ cô Thanh. Cô Thanh tài trợ cho tất cả các con. Những chiếc bánh rất là xinh nha. Rồi, các bạn cầm ly nước ngọt lên, nâng ly cho thầy cái nè các bạn. Rồi. Cầm ly lên, chuẩn bị. Một. Một. Hai. Ba. Vô. Lớp em lâu lâu là mẹ em nấu bún bò vô phở á. Thì thường thường á là em nào không biết ăn rau là em đều bắt phải ăn rau. Nên giờ đứa nào không biết ăn rau. Các bạn ngồi ăn rất là trật tự. Chỉ nghe tiếng nhớp nhép thôi. Có lẽ là những món này nó bình thường với lại về lớn với lại chị, với lại anh. Nhưng mà ở đây có những em như em này 14, 15 tuổi chưa biết những cái món này nó như thế nào. Dạ. Dạ. À, cô với anh tin là nó nhịn đói từ sáng cho tới giờ. Trời ơi, thiệt luôn á hả? Dạ. Các má để con nhịn đói để con ăn cho nhiều. Các bạn nào nhịn đói mà để dành bụng ăn mì ý không? Trời quá trời luôn. Có người nào vừa có ăn cái này chưa? Đa số là chưa. Thấy sao? Ăn được không? Ngon ha. Một bữa ăn để mà cho các bé trong lớp mình thì khoảng bao nhiêu thầy? Dạ, mẹ em nấu trung bình tầm khoảng từ 1 triệu tới 1 triệu rưỡi. À, dạ. Là một tuần thể là... sẽ có một suất ăn hay sao? Dạ, đúng rồi. Dạ, có một tuần hoặc là một tháng. Ví dụ như có Mạnh Thường Quân lại tài trợ bữa ăn thì lâu lâu thì một tháng. Còn ví dụ như thường thường thì một tuần là các em sẽ đi nấu sữa ăn ngon một lần. Dạ, coi như là cái duyên đi ha. Tại vì lần đầu tiên quán ăn hạnh phúc của chúng ta đến với mái ấm. À, đến với lớp học tình thương thì chú Phé cũng sẽ hỗ trợ một tháng hay một là chúng ta sẽ tập trung lại ăn một món nào đó, ví dụ bún riêu nè, phở nè, hoặc là những món lạ như là gà rán, mì ý ha. À, các con đồng ý không? Rồi. Giọng nó lớn dễ sợ. Rồi, cảm ơn tụi con, ăn tiếp đi. Các bạn ơi. Dạ. Các bạn ăn vui không? Bây giờ mình ăn á, phần nhiều người ta nói là ăn phần chính rồi, ăn đồ mặn rồi phải về ăn đồ ngọt. Chú Phát thấy là có rất là nhiều những chiếc bánh bao được tạo hình rất là dễ thương. Rồi, rồi bây giờ mời cả lớp mình, chúng ta sẽ ăn tráng miệng. Bánh bút xoài, chanh dây, rồi, sao rồi, sao rồi? Cho biết, cho biết, cho biết kết quả, ăn ngon sao? Không? Ngon không? Dạ, dạ ngọt. Ngọt, có chua chua không? Dạ có. Ngon không? Dạ ngon. Trời ơi, đã nha. Ngon không con? Dạ ngon. Vậy hả, ăn đi con. Trời ơi. Sẽ mong này có những cái lần sau, có những cái buổi như thế này nữa. Rồi, các bạn nào muốn thử cái bánh bao không? Hay là
đợi đem về nhà ăn no rồi ha. Với lại nó xinh quá, nó đẹp quá, không nỡ ăn luôn á. Đúng rồi. Cái này là mình tạo hình thủ công hết hả? Tạo hình bằng tay hết ạ. Trời ơi, bằng tay gì vậy? Ôi. Rất là tỉ mỉ luôn. Cái này con heo đúng không? Với lại có một điều đặc biệt nữa là tất cả những cái màu sắc á, là bếp nhà sói sẽ dùng màu rau củ tự nhiên hết. À, đúng. Ngày hôm nay Quang Hạnh Phúc rất là vui, rất là hạnh phúc khi được có cơ hội đến thăm lớp học tình thương Ngọc Việt của thầy đây. Và hạnh phúc hơn nữa đó là tất cả chúng tôi đã có cơ hội để mà chia sẻ những cái suất ăn rất là ngon, rất là ý nghĩa đến với các bạn. Và rất là hy vọng Quang Hạnh Phúc sẽ còn nhiều dịp để mà ghé thăm lại những lớp học tình thương giống như thế này nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn thầy, cảm ơn nhà tài trợ đó là chị Thanh, và đã có những nghĩa cử rất là cao đẹp để cùng san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Quang Hạnh Phúc xin được cảm ơn hai nhà tài trợ, đó chính là Cow Express và tiệm bánh bếp của sói. Má Phụng thấy sao ngày hôm nay như thế nào? Quá hạnh phúc, quá vui vẻ. Nhìn các cháu nó ăn mà nói trời ơi, khi mà nó nghe thầy Khải nói là bữa nay là mình có tới mình cho ăn mì Ý, nó đứa nào cũng nhịn đói từ sáng tới giờ. Trời ơi, nghe thấy thương quá đi. Đúng là không có niềm vui nào bằng. Yeah. Thấy những cái nét mặt hạnh phúc trên mặt những đứa bé, trời thương quá đi. Còn cô Thanh thấy sao, cô Thanh ngày hôm nay như thế nào? Em thấy rất là ý nghĩa trong một ngày hôm nay. Cảm ơn chương trình, cảm ơn Má Phụng, cảm ơn anh Pháp đã cho em cơ hội để đến đây để có thể chia sẻ với các bé. Các bé rất là ngoan, rất là ngoan luôn ạ. Còn thầy như thế nào khi ngày hôm nay Quán Hạnh Phúc có cơ hội ghé thăm lớp của mình ạ? Dạ, ngày hôm nay thật sự ra là em rất là vui và rất là hạnh phúc khi được cô và anh, và hạnh phúc nhiều hơn nữa khi có hai mạnh thường quân, chị và Cao Express đã ủng hộ cho các em những cái bữa ăn và những cái bánh thật là thơm ngon như vậy. Dạ, em không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn chương trình và cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Dạ. Vỗ tay đi tụi con. Và Quang Hạnh Phúc có hẹn với tất cả quý vị khán giả vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Truyền thông Vi thực hiện. Tất cả chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.